Hôm nay cô sẽ demo cái object nào. Object ha. Rồi. JavaScript là cái ngôn ngữ mà nó vừa là function, vừa là class. Tức là nó là cả hai nha các bạn. Đã bắt đầu từ bảng S6 là nó có luôn cái từ khóa class để khởi tạo object luôn. À, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi coi nó sẽ có những cách như nào để tạo class. Ok không ạ? Các bạn coi lại nè. Để học được JavaScript thì các bạn ngoài việc mà cô giảng ra thì các bạn cũng nên tham khảo. Giờ các bạn lên W3 School. Các bạn vào cái JavaScript. Xong để các bạn xem trong đây nó giảng cái gì. Đấy, giới thiệu nè, các câu lệnh nè, cú pháp nè. Đúng không? Từ khóa let, constant nè. Ok. Function, object nè. Các bạn để ý nè. Các cái version của nó nè. Cái version mà S5 đây nè, Node.js thì viết JavaScript bằng S5. Còn React Native hay là React.js thì nó viết bằng S6. Cho nên là mình muốn học các framework sau này á, mình học những cái version nâng cao này. Vậy thì khi các bạn xem các version thì các bạn để ý nè. Ví dụ như bản S5 thì nó có gì mới? Feature nè, so với những cái bản khác. Thấy chưa? Bản S6 có gì mới so với những cái bản khác? Để ý không ạ? Đó. Ví dụ nhá, đâu có nè. Từ khóa let, từ khóa constant nè. Arrow function, tức là cái hàm mà hàm mũi tên, đúng không? Đó. For up vân vân. Này có class này các bạn. Các bạn để ý nó có class nè. Từ khóa class nè. Có constructor nè. Thấy giống Java chưa ạ? Cách viết gần giống đúng không? Đó. Ok. Đấy các bạn coi là nó có những cái những cái đặc điểm gì mới, cái tính năng gì mới. Ok không ạ? Đấy là cách các bạn tìm hiểu. Ok. Còn kiến thức thì nó rất là nhiều. Nếu mà để dạy hết là không dạy được. Rồi, bây giờ nhân đây cô sẽ nói về cái object nha, trong Java. Thì cách khởi tạo mà cổ điển nhất là như thế này. Và một cái object sẽ gắn bằng new object. Các bạn để ý ở trong Java nó có một cái lớp gọi là lớp object. Cái lớp này là cha của mọi lớp. Trong cái OOP, lập trình hướng đối tượng, nó có khái niệm là kế thừa. Thì cái lớp object này là cha của mọi object. Đúng không ạ? Một cái lớp mà các bạn tạo ra thì nó tự động nó kế thừa cái lớp object này. Rồi trong JavaScript cũng có. Và khi này OBJ này nó là đối tượng. Để mà biết nó là cái gì, các bạn có thể show nó ra xem nó là cái gì nha. Cái này các bạn alert cái type of là kiểu của nó. OBJ. Rồi, chạy thử ha. Object thấy chưa? Object chưa? Rồi. Ok. Rồi bây giờ giả sử như cô đổi nó. Ví dụ cái này giả sử cô để nó là số 5. Nhìn nào. Các bạn nó coi nó là kiểu gì ạ? OBJ là kiểu gì ạ? Đúng rồi, kiểu number. Đây, kiểu number nhé. Đấy, nhưng mà để trong chuỗi thì nó là kiểu gì đấy ạ? Kiểu string. Thấy chưa? Rồi cái này để true false thì nó là kiểu gì ạ? Đúng rồi, kiểu boolean. Và các bạn để là nếu như nó là new object thì nó sẽ là một object. Vậy thì nó là một object thì các bạn hoàn toàn có thể gán cho nó thuộc tính và phương thức. Ok. Bây giờ cô lấy ví dụ nha. Ok.
các bạn gán vào một thuộc tính, ví dụ như cô lấy cái này là sinh viên, SV sinh viên đi ha, sinh viên. Ok, vậy thì cô gán cái thuộc tính như đó, sinh viên chấm mã sinh viên sẽ gán bằng ví dụ như là PS0001. Đó là thuộc tính mã sinh viên chấm tên sinh viên sẽ gán bằng ví dụ như là Tiến Tùng như thế. Chưa? Yeah. Rồi bây giờ xuất nó ra này các bạn. Xuất anh này ra thì các bạn làm gì đấy ạ? Các bạn alert hoặc là document.write thôi. Document.write. Cái này là các bạn để là họ tên. 2 chấm cộng, đúng không ạ? Sinh viên chấm mã. Thì cái này cô để là mã sinh viên nhá. Mã. Rồi, muốn xuống dòng thì các bạn cộng thêm cái dấu xuống dòng cho cô nhá. BR. Ok. Thấy ra mã là bằng PS001 chưa? Rồi, họ tên. Tên. Cái này các bạn để là họ tên. Đúng chưa? Đấy. Các bạn gán cái này là bây giờ mã và tên là thuộc tính. Bây giờ các bạn gán giá trị cho thuộc tính và các bạn có thể lấy ra. Được chưa? Và cách gán là các bạn thấy dấu chấm chưa? Và lưu ý nhá. Khi các bạn tạo như này thì mỗi lần các bạn chỉ tạo được một object thôi. Không tạo được nhiều. Không giống như ở trong cái Java, đúng không ạ? Java là các bạn tạo class, các bạn có thể tạo nhiều object trong class đấy, đúng không ạ? Còn anh này là các bạn chỉ tạo được một object thôi. Rồi bây giờ cô viết một cái hàm xuất thông tin ra ngoài. Bây giờ các bạn nhìn nha, thay vì cô xuất từng dòng như này, cô viết một cái hàm xuất thông tin ra ngoài là sinh viên chấm xuất thông tin bằng một cái method, thì nó cái hàm thì các bạn phải định nghĩa nó là hàm. Vậy cách định nghĩa là tôi sẽ để là function. Rồi cô cũng document.write, cô copy luôn cái anh này vào, được chưa? Nhưng mà chỗ này cô không lấy sinh viên chấm mà cô lấy dit chấm. Dit là chừng nó chưa. Đó. Các bạn nhìn có rõ không ạ? Đây. Ở đây là cô viết cái hàm là xuất thông tin. Thấy chưa? Bằng function. Trong đó cô in ra thông tin này. Ở đây các bạn để ý là cô bỏ chữ sinh viên, cô thay bằng chữ dit. Tại vì sao ạ? Tại vì ở ngoài là cô đã có sinh viên rồi, đúng không? Ở đây là cô muốn xuất thông tin của chính cái đối tượng đó, thì cô chỉ lấy cái dit là được rồi. Nó giống bên Java không ạ? Rồi bây giờ cô muốn xuất thông tin thì cô làm gì? Cô chỉ cần gọi hàm sinh viên chấm xuất thông tin. Nhớ là phải có móc tròn, tại vì hàm là sẽ có dấu móc tròn. Cô lưu nó lại nè. Ok chưa? Nó chạy luôn chưa? Ok. Được chưa? Rồi, đó là cách tạo đối tượng, cách thứ nhất. Cách thứ nhất nha. Các bạn lưu ý nè, cái này là thuộc tính, còn cái này là phương thức nha. Cái hàm nè, đây là hàm. Hàm này các bạn thấy không có tên hàm. Thì hàm như thế này được gọi là hàm ẩn danh nhé các bạn. Hàm ẩn danh.
Ok. Đó, đó là cách thứ nhất. Rồi. Những ai chạy xong rồi? Ai làm viết xong code rồi? Viết viết cùng nha, cô check ạ. Nhóm dưới kia. Quốc Bảo, Bảo. Quân Bảo. Dạ. Viết xong chưa? Đang có lỗi, đang có lỗi. Biết fix lỗi không? Dạ, biết biết là hay là hay. Các bạn ơi, cô comment này nha. Cái này là mỗi lần các bạn chỉ tạo được một object thôi. Bây giờ các bạn muốn tạo một cái mẫu để tạo được nhiều cái object thì các bạn làm như sau. Đúng rồi, tạo mẫu ha. Cái hàm mẫu mình ghi là function sinh viên. Nếu chỉ có mã và tên thì các bạn truyền mã vào đây. Mã phẩy tên. Ở đây các bạn ghi là đít chấm mã sinh viên bằng mã đít chấm tên sinh viên bằng tên. Các bạn nhìn thấy nó hơi quen quen, giống constructor đúng không? Cái hàm dựng. Bây giờ để tạo đối tượng nè, cái này mới chỉ là cái mẫu, chưa phải là đối tượng. Để tạo đối tượng nè, và SV gán bằng new sinh viên. Ví dụ các bạn truyền vào, ví dụ các bạn truyền là PS 000123. Rồi, tên là Trần Tiến Tùng. Được chưa? Rồi, muốn xuất ra nè. Copy này nha. Cái này các bạn lấy cái SV chấm nè. SV bây giờ là object. À, bây giờ mình lấy SV chấm. Đúng chưa? Cái này là SV chấm tên. Đó, chạy thử nè, có phải ra đúng chưa? Đúng chưa? Trần Tiến Tùng chưa? Đấy, học xong lớp này bạn nào cũng Tiến Tùng. Đấy, đó là cách tạo. Các bạn có thể tạo một cái SV khác. Đúng chưa? Cái này là 1222. Cái này là Nguyễn Phương Thảo. Như vậy. Rồi các bạn muốn xuất cái này SV, cái này các bạn để SV2 nha. Rồi các bạn copy anh này xuống. Cái này là SV2. SV2 lưu lại chạy ra đúng chưa? Đây các bạn thấy nhá, các bạn có một cái mẫu và các bạn có thể tạo được nhiều cái đối tượng đúng không? Từ cái mẫu đó đúng chưa? Ok. Rồi bây giờ nhìn tiếp nha. Các bạn để ý là bây giờ mình muốn tạo một cái phương thức xuất thì mình làm sao? Bạn nào có thể làm được cho cô nào? Tạo phương thức xuất giống anh trên này thì làm sao? Đọc cốt, đọc cốt. Không, chưa đúng. Nó sẽ có sự tương tự ở trên và dưới nè. Cứ tương tự cái trên để viết nè. Viết vào đâu? Một đối tượng thì nó bao gồm thuộc tính và phương thức. Thuộc tính nằm ở đâu? Mình phải viết trong này chứ. Đít chấm gì?
Xuất. Đúng rồi, bằng gì ạ? Đúng rồi. Nó giống cái trên này, cũng copy ha. Đúng chưa? Và ở đây thì cô gọi gì ạ? Cô không viết cái này nữa. Thực ra viết cái này cũng không sai nha, nhưng cô không viết nữa mất thời gian đúng không? Cô là để SV chấm gì đấy hả? Đúng rồi. Nhớ có dấu mốc tròn. Dưới này là sao ạ? SV 2 chấm xuất thông tin. Các bạn thấy là kết quả như cũ đúng không? Thấy chưa? Thấy chưa? Chuẩn chưa? Các bạn thấy nó gọn chưa? Đúng không? Rồi, cái này là các bạn tạo từng cái. Bây giờ mình tạo mảng thì làm sao? Đúng không? Tạo mảng nha. Cô comment này lại nè. Tại vì các bạn sẽ không làm một object, hai object, mà các bạn làm nhiều object, thì các bạn phải làm mảng đúng không? Thì cô sẽ làm như thế này. Và danh sách sinh viên gán bằng mảng ở trong cái JavaScript là nó là dấu móc vuông. Được chưa? Hoặc là new array. Hai cách đều được. Ok, nhưng mà cô thích làm kiểu này hơn, để móc vuông đi. Như này tôi biết sẽ là danh sách sinh viên sẽ là mảng, và mảng của nó là đang là mảng một chiều. Ok không ạ? Rồi bây giờ muốn bao nhiêu phân tử tùy, các bạn có thể các bạn add vô mảng thôi nhá. Giả sử như bây giờ cô dùng vòng lặp while, do while hay for gì cũng được đúng không? Bây giờ cô làm for cho là ngắn gọn nha. For y gán bằng 0, y nhỏ hơn mình mảng danh sách sinh viên này á là chưa biết bao nhiêu phần tử, cho nên các bạn không thể lấy array.len được, mà các bạn sẽ để là ví dụ như 3 phần tử, các bạn để lên số 3 đó. Ok, sau đó các bạn nhìn nào, cô sẽ đây là cô để 3 phần tử thôi, còn để bao nhiêu tùy, hoặc là dùng vòng lặp kiểu gì là tùy các bạn. Đấy, cô đang demo dễ dễ ha. Rồi cô thoát anh này đi đã ha. Ok, cô đang dạy nhưng mà lớp cô nó đang đi họp lớp, trời ơi trời. Rồi tiếp nha, cô lấy nè danh sách sinh viên y, tức là từng phần tử của nó sẽ gán bằng new sinh viên. À, các bạn truyền vào, truyền mã, truyền tên. Bây giờ có hai cách truyền, một là các bạn nhập từ bàn phím. Bây giờ cô cho nhập từ bàn phím nha. Đây là cô nhập từ bàn phím nào, ví dụ như là va mã sẽ gán bằng prompt, nhập mã hai chấm và tên gán bằng prom, nhập tên. Đấy, sau đấy cô truyền mã và tên vào. Ok, đó là cô sẽ được mảng 3 phân tử. Được chưa? Cô nhập vào. Ok, đây vì cô nhập là 11111, cái này là Tiến Tùng, 2222, cái này cô nhập là Phương Thảo, đó 33333, cô nhập là Trúc Nhi, đó ok. Rồi nhập chưa làm gì cả, không xuất ra ngoài, đúng chưa? Bây giờ muốn xuất à?
nó là mảng thì xuất ra ngoài các bạn cũng dùng vòng lập for. Bây giờ các bạn for hoàn toàn có thể chạy y đến array có để là danh sách sinh viên chấm len được rồi, tại vì sau khi nhập thì cái này nó có độ dài rồi. À đương nhiên nó sẽ trả về 3 nhá, nhưng mà cô sẽ không làm cái này mà để được danh sách chấm len. Xong cô xuất nó ra ngoài thì cô lấy danh sách y này chấm xuất thông tin là ra. Các bạn thấy nó ngắn gọn chưa ạ? Bây giờ nhá, your PS 1111 Tiến Tùng, PS 2222 Thảo, PS 3333 Nhi. Ok, xuất ra ngoài đúng chưa? 11 22 33 chuẩn chưa? Ok rồi, các bạn làm tiếp đi ạ. Comment hết mấy cái này nha. Control chấm hỏi để comment nha. Rồi, có một cách nữa để tạo object dễ lắm. Và hay let thì nó tùy. OBG bằng đó. Trong JavaScript dấu mốc vuông là để bao mảng, còn dấu mốc nhọn là để bao đối tượng. Rồi nhìn nào, cách này là dùng, các bạn lưu ý nào, cách này người ta thường không để method vào đây. Thường cái này dùng để các bạn tạo dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, data. Vậy cái nào là data? Nhìn nhá, ở trên này thì cái mã và tên thuộc tính, cái này được gọi là data. Cái này được gọi là data, ta gọi là trường dữ liệu. Ok không? Còn cái này là phương thức thôi nhá. Thì ở đây mình lưu trữ như thế nào? Các bạn nhìn nè, object nè. À, cái này là mình để là mã sinh viên 2 chấm your PS 0001 phẩy tên sinh viên 2 chấm, cái này có để là Tiến Tùng, được chưa? Cái này là một object nha các bạn, một đối tượng. Và các bạn thấy là cách này thường để dùng để lưu trữ dữ liệu ha, data. Các bạn vẫn khai báo được method ở trong này nhưng không làm, tại vì làm nó kỳ lắm, nó không hợp, không phù hợp. Ok không ạ? Rồi bây giờ khi mà tạo mảng, các bạn muốn tạo mảng nhiều object thì làm thế nào? Mảng nhá, và danh sách sinh viên bằng, mảng là dấu móc gì ạ? Móc gì ạ? Móc vuông. Rồi object là móc nhọn. Ở đây ta để, à có copy cái này luôn ha. Đây câu để đến cùng một dòng nè, để nhìn các bạn nhìn như dễ nè. Vậy cái này là một phần tử của, đây là một object đúng không? Cô phẩy một cái nữa, cô xuống dòng. Cái này là hai object. À, ví dụ cô để là 02. Cái này cô để là Phương Thảo. Ví dụ vậy. Cô phẩy cái nữa. Cái này là 03. À, cái này là Yến Nhi. Ví dụ như thế. Vậy là cô vừa tạo một mảng 3 phần tử. Và mỗi phần tử là một object. Các bạn thấy nhá. Vậy là trong cái object này, trong cái object này, rồi thì cái này nó sẽ có một cặp nè. Cái này cô gọi là key, cái này cô gọi là value, giá trị của nó. Hoặc cái này các bạn gọi là thuộc tính, cái này là value, giá trị của thuộc tính. Cái này key, cái này value. Đấy.
Và cái này thường người ta khai báo để chứa dữ liệu và dùng rất là nhiều. Bây giờ xuất anh này ra thì tôi có thể viết một cái hàm để xuất. À, có thể for y gắn bằng không y à vào cái danh sách sinh viên, đúng rồi, chấm len, và các bạn xuất nó ra ngoài document. Đây, cô copy cái này cho khỏi gõ ha. Đây, ở đây mình sẽ để là danh sách sinh viên. Y, nó là mảng mà. Y, chấm mã. Và cái này là danh sách sinh viên y chấm, chấm tên. Đúng chưa? Xuất ra màn hình được chưa? Ok. Được chưa? Hoặc là dùng cái câu lệnh for x cũng được nha. Các bạn dùng câu lệnh for x cũng được nè. Ở đây là danh sách sinh viên. Còn element cái này là mỗi phần tử nha. Cái này nè, danh sách y này nè, là mỗi phần tử của mảng đúng không? Thì trong cái vòng lặp này element cũng là mỗi phần tử của mảng. Thì các bạn xuất nó ra. Thì cái này các bạn để là element chấm. Ok chưa? Rồi lưu lại nè, thấy ra đúng đúng kết quả chưa? Hai cách viết đều tương tự nhau, cái trên là dùng for bình thường, cái dưới là dùng for x nha. Thì cái đó element à, nó là mỗi phần tử ha. Ok.